Chào các bác, hôm nay em lên thì các bác một cặp nồi cơm Hitachi, con mã là RZ AV kép 3000M. Cặp nồi này là dung tích 1 lít điện 100V, sản xuất năm 2017 và 2018. Màn hình nét. Rất nhiều các chế độ nấu luôn. Cặp nồi này hàng VIP của hãng Hitachi. Giữ ấm. Hẹn giờ buổi sáng buổi chiều mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Màn hình nét, chế độ nấu dài nhất là 85 phút, nấu nhanh 26 phút, nấu sôi, nấu cơm chảy, nấu cháo, giữ ấm. Hẹn giờ buổi sáng buổi chiều mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Và cặp này còn nguyên áp suất luôn, giòn rất đẹp, rất sạch đẹp, giòn rất sạch đẹp, nòng giòn rất đẹp luôn. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920 và giá mỗi chiếc là 1,5 triệu chiếc, cực kỳ chất lượng luôn. Cặp nồi VIP này có chức năng nấu cơm chảy, đây là dòng VIP của hãng Hitachi, dòng đỉnh cao của hãng Hitachi, và cặp nồi được test dọn và đã được nấu cơm ra sản phẩm ngon này, hình thức rất đẹp, màu trắng, cặp Hitachi sơ tem cắt, tái tạo hơi nước, màn hình nét, dòng VIP của hãng Hitachi. Cao tần áp suất bi, cực kỳ chất lượng luôn. Nấu cơm cháy ở chế độ 50 phút và chế độ nấu dài nhất là 85 phút. Rất nhiều các chế độ nấu luôn. Các bác phải xem kênh chưa? Xin nút like, chia sẻ, đăng ký kênh. Các bác có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920.